Lạm dụng corticoid tự điều trị cúm, nữ bệnh nhân 37 tuổi suy đa tạng. Sau khi dùng corticoid điều trị cúm, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không cải thiện, sốt cao kéo dài, khó thở nhiều, phải thở oxy sau đó phải can thiệp ECMO. Ngày 4 tháng 1, Bệnh viện Bạch Mai cho biết tại đây đã tiếp nhận nữ bệnh nhân 37 tuổi ở Hà Nội bị viêm phổi bội nhiễm suy đa tạng do lạm dụng corticoid tự điều trị cúm. Cuối tháng 10 năm 2022, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ngứa họng, ho, chảy nước mũi, đau mỏi toàn thân nên đã tự điều trị hạ sốt bằng corticoid Medol 16mg trên ngày. 3 ngày sau, tình trạng không cải thiện, sốt cao kéo dài kèm khó thở nhiều, phải thở oxy, sau đó phải thở máy. Bác sĩ Nguyễn Bá Cường, Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi nhập viện tình trạng bệnh nhân rất nặng, sốt cao liên tục, sốc nhiễm khuẩn nặng, oxy máu giảm rất thấp, X quang phổi mờ trắng xóa cả hai bên phế trường, test nhanh cúm B dương tính. Điều đặc biệt là mặc dù nhiễm cúm nhưng tình trạng vi khuẩn trên xét nghiệm rất cao, kèm theo đó là số lượng bạch cầu giảm trầm trọng. Ngay lập tức bệnh nhân được điều trị kháng sinh, kháng virus, thở máy và lọc máu hấp phụ. Do bệnh nhân không đáp ứng với điều trị hồi sức, các bác sĩ phải tiến hành can thiệp ECMO. Trong quá trình 37 ngày chạy ECMO, gần 50 ngày thở máy với oxy liều cao do suy giảm khả năng đề kháng, nữ bệnh nhân này rất nhạy cảm với các vi sinh vật trong bệnh viện và phải điều trị nhiều đợt kháng sinh, kháng nấm. Ngày 3 tháng 1, sau hơn 2 tháng nằm điều trị tại hồi sức tích cực, bệnh nhân được ra viện. Tuy nhiên, các tổn thương phổi sau đó có thể vẫn còn tồn tại và cần phải theo dõi trong thời gian dài. Bác sĩ Cường cho biết việc lạm dụng corticoid diễn ra thường xuyên ở Việt Nam trong điều trị nhiễm cúm và các bệnh xương khớp được trộn lẫn trong các thành phần thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc. Triệu chứng giảm bạch cầu rất hay gặp ở bệnh nhân nhiễm virus, đặc biệt là nhiễm cúm và sốt xuất huyết, làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc corticoid ở các bệnh nhân nhiễm virus làm tăng nguy cơ bội nhiễm, đặc biệt là các vi khuẩn kháng thuốc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.